Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker nha. Rồi, mở mic rồi. Rồi bây giờ shop mình đem đến cho anh em một cái MT03 cực kỳ đẹp nha anh em. Phải nói là cực kỳ đẹp và keng luôn nha anh em. Một trong những con MT03 đẹp mà mình đã từng mua. Bây giờ mình sẽ nói về cái gì đây, từ từ ha. Đẹp quá, bây giờ không biết nói gì hết. Rồi, thì thứ nhất về cái đồ chơi xe ha, xe thì nó như mới rồi anh em. Đó, em có thể quay gần cái vỏ cho anh em xem nè. Vỏ viết sơn rồi như mới nha anh em. Đó, như mới, mọi thứ đều như mới. Nè, ghi đồ đèn à, có lên đèn led nè. Để mở đèn led cho anh em xem. Lên đèn led không có còn đèn halogen đâu nha anh em. Đó, để máy cho anh em coi nha. Đèn led rất là đẹp nha anh em, rất là sáng nha anh em. Đèn tun, đèn xịn nha anh em, đèn xịn hết luôn nha anh em. Đó, bô full system, full system rất là trầm ấm. Đồ zin con này là mình để trong hết luôn đúng không? Để trong đó hết luôn không? À, hình như cái bô là chủ chưa chở qua đúng không? Đúng rồi. Đồ zin là còn đầy đủ luôn nha anh em. Rồi, lên đèn led nè, xe mới nha anh em. Để anh lấy cái khăn lau cái này, để lâu quá không đi á anh em. Đó, mọi thứ đều như mới hết nha anh em. Lau lại cho sạch. Xe mới tinh luôn anh em à. Rồi quay qua đây, quay cục máy anh xem. Cái này là lên bộ chống đổ sườn này rất là mắc nha anh em. Bộ chống đổ khung nè, rất là mắc luôn. Nè cục máy nè anh em, mới tinh luôn. Nói chung là mọi thứ mới cỡ 95% luôn anh em, chứ không có chỗ nào mà cũ hết. Nhớt rồi thay hết luôn nha anh em. Chống đổ sườn từng cái chụp con ốc là chủ lên. Anh em thấy kỹ không? Chụp mấy chỗ này ốc nó không sát nè. Anh em quay à, quay à. Chụp mấy chỗ này ốc nó không sát nè. Lên mấy cái chụp nè, ốc nó sẽ không sát nè, thấy không? Đó, dây côn rồi nè, mọi thứ mới luôn. Gác chân nè, mới cũng được 95% luôn á anh em. Mới tinh luôn nha anh em, từ vàng trong qua vàng ngoài. Em có thể quay cận mấy chỗ này nè. Đó, mới tinh luôn. Mới keng luôn nha anh em. Cực kỳ mới ha. Đó, chống đổ khung, bô độ, bảo vệ các nước. Đầy đủ đồ chơi ha anh em ha. Đó, thì giá mình có đăng nè anh em, đây đây giá nè. Đó, dễ chơi ha anh em ha, 7 ít triệu thôi, hơn 70 chút xíu thôi. Rồi quay đây, odo thì con này chạy 11.000 cây nha, ngay chủ nha anh em nha, ngay chủ, biển số Sài Gòn nha anh em. Xe này biển số Sài Gòn, anh em ở Sài Gòn mua thì nó đỡ nha anh em nha. 59A3 nha anh em, 15236, biển số Sài Gòn. Hồi ra tên rất là rẻ nha anh em, Sài Gòn ở Sài Gòn. Này có cái giá đỡ điện thoại luôn nè anh em, cái giá đỡ điện thoại nè. Quay phía này nè, mới thấy giá đỡ điện thoại này. Đầy đủ đồ chơi cho anh em luôn. Có thể nói là mình sẽ review thêm em này cho anh em ha. Thì em này đi tour rất là sướng nha anh em. Mà đặc biệt là những cái em xe lướt này rất là mượt, đẹp lắm anh em. Anh em nào mua xe mới thì về chừng em này nó như mới vậy đó anh em, cực kỳ kỹ luôn. Thì với những xe này á, anh em chiều cao 1m6 là chạy là thoải mái rồi nha anh em. Đối với những người 1m7 là dư sức nha anh em. 1m6, 1m65, 1m7 là dư sức. 1m75 cũng được mà 1m75 nó hơi dư chân nha anh em. Đi là ok, ngồi rất là đẹp, đi rất là ngầu. Và cái em này đi phượt rất là đã, máy rất là mạnh nha anh em, mạnh cực kỳ. Rồi xe này nhớ nhau cái gì cũng có đầy đủ rồi. Rồi anh em mua xe anh Minh thì rút hồ sơ gốc rồi thoải mái nha anh em. Gọi anh em ở Sài Gòn là mua xe này sang tên đỡ tốn tiền nha anh em. Mua xe tỉnh sang tên về Sài Gòn tốn tiền, chứ ở Sài Gòn, ở Sài Gòn sang tốn tầm có 1 triệu mấy thôi nha anh em nha. Rất là tiết kiệm. Và xe đầy đủ đồ chơi cho anh em. Khỏi phải cần lên cái gì nữa. Ở đây có cái ốc bên nâng luôn nè. Em có thể là mình còn cái bên nào không?
Ờ em bên lên cho anh em coi, ốc bên lăng á, anh em phải lên cái ốc bên lăng này thì anh em mới mới bên xe lên được nha anh em. Rồi để bên xe lên cho anh em ngắm cái. Đó, bên xe lên. Xe đẹp luôn anh em à. Đó, xe rất là đẹp luôn đó, có ốc bên nâng sẵn anh em về khỏi lên nha. Anh em có đi rửa xe đồ, tắt ốc bên đồ. Em mở cái xi nhan lên cho mọi người xem cái. Xi nhan led đồ hết luôn nha anh em. Nói chung là xe đẹp tuyệt vời. Đó. Rất là nhức nách luôn. Đó. Còn mình không biết nó gì để nói nữa anh em. Xe đẹp từng chi tiết luôn anh em à. Còn mới luôn, giữ kỹ. Xe này 2018, 2019 nha anh em. Đó. Nên mới đẹp vậy đó. Không có còn gì để bàn cãi hết, từng cái chi tiết rất là đẹp. Đó, anh em nào mua thì cứ liên hệ cho mình nha. Địa chỉ của bên mình là 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 nha anh em. Một em gái Nhật cực kỳ tuyệt vời. Em gái Nhật này cực kỳ mướt. Đúng MT03 lên cái này là mới đúng bài ha anh em ha. À, chống đổ khung. Đẹp. Mà nhìn xe ngầu nữa. Anh em nhìn cục máy đó, đẹp cực đẹp luôn. Lọc nhớt nè anh em, mới đây nè. Đẹp mọi thứ, ken là ken. Này anh em tự đánh giá luôn chứ bây giờ mình đánh giá gì nữa. Anh em mà không biết chơi xe, anh em nhìn vô xe này anh em cũng đánh giá được rồi. Đúng không anh em? Đó, anh em mà không có chơi xe là anh em nhìn vô anh em cũng đánh giá được rồi. Nhông sinh dĩa dinh nha anh em. À, đặc biệt anh em phải lưu ý nha, mình giải thích hoài, nhông sinh dĩa dinh là nó có hợp kim giữa thép với sắt đồ anh em. Cho nên á, mua hãng là nó cũng có dấu chấm chấm rồi nha anh em. Kể cả mua hãng là đều có dấu chấm chấm nha, anh em mà đi xe mới là anh em biết nha. Anh em giữ cấp máy là cũng có dấu chấm chấm à. Anh em muốn thì anh em phải thay sơn cấp phốt thì nó mới không có dấu này. Nhưng mà đi sơn hãng rất là bền nha anh em. Vỏ Michelin là còn chỉ luôn, vỏ theo xe luôn nha anh em nha. Ốc tán nè anh em. Đó, xe cũ mà nó mới cỡ này thôi chứ anh em chịu gì nổi. Ốc tán nè. Đó, quay cận cho anh em coi. Rồi. Vậy thôi chứ quay gì nữa anh em. Thì nó mới vậy rồi. Quay gì nữa đâu. Thì anh em nào mua bên mình có hỗ trợ quay đầu, hỗ trợ up CC luôn nha anh em. Nếu mà anh em giữ xe đẹp. Chứ anh em đi xe nát là bên mình không có nhận nha. Rồi, cầm quay cho anh nè. Con này ABS trước sau nha anh em. Bản này là cái ABS trước sau nha anh em nha. Con này ABS trước sau đầy đủ nha anh em, đồ chơi đầy đủ luôn rồi. Bảy mấy triệu là có xe chạy. Rồi xuống đây mình cho mấy anh em coi mấy con xe mà anh em mới tập chơi, anh em chơi nè. Mới tập chơi anh em chơi CBR nè. CBR 150 nè. Con này bán 52 triệu biển số Sài Gòn thôi, xe lướt. Con này 5.000 km nhưng mà nó lại là 2021. À nên bán 53 triệu chứ, 53 triệu. Rồi em này em đỏ nè, anh em nào thích bào HRC nè, em này cũng biển số Sài Gòn luôn. Cũng lên xi nhan tích hợp có chống đổ luôn em, hai em này là đều có chống đổ hết luôn. Là em này cũng 53 triệu, đi 7.000 cây, biển số Sài Gòn nhưng mà con này em này là 2022. Đó, anh em nào mua thì cứ inbox mình. Em này có trắng bùng rồi luôn nha anh em. Trắng bùng rồi xi nhan biển số gặp rồi đầy đủ luôn. Đó anh em là mới chơi là chơi mấy con này, mua đỡ lỗ anh em. Mua bên mình chơi trải nghiệm mới đỡ lỗ, sau này đổi xe cũng đỡ lỗ nữa. Anh em mua xe mới, như xe này xe mới biển Sài Gòn là 78 triệu, 80 triệu. Rồi anh em đi có bao nhiêu mấy ngàn cây à, anh em lỗ bao nhiêu rồi. Giờ 53 là lỗ gần 30 luôn anh em. Anh em thấy ghê không? Còn giờ anh em mua xe bên mình chạy thời gian lỗ 10 triệu là cao. Đúng không anh em? Đã đỡ, mua xe cũ đỡ mà nó nhanh nữa. Ví dụ như mà anh em muốn trải nghiệm, muốn trải nghiệm á thì anh em mua xe cũ lướt. Còn anh em mà muốn đi lâu dài á, ví dụ muốn trải nghiệm thì mình cứ ý quyền mình đi thôi, 10 năm nó nhanh. Còn anh em muốn đi lâu dài thì anh em sang tên luôn. Hai con này đều biển số Sài Gòn, dễ chơi. Anh em ở Sài Gòn thì coi cân nhắc nha. Còn anh em ở tỉnh thì muốn trải nghiệm thì mua xe này chạy, thời gian sau bán đỡ lỗ. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, xong rồi ha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ cho mình. Ở trong còn GBX nữa.
Đây còn anh em muốn lên phân khối 650R là có 650R luôn, cực đẹp, nhiều đồ chơi, mình có lên clip rồi. Rồi anh em nào muốn đổi CC up vào Z8 mà có cặp Z8 luôn, tuyệt vời luôn, nhức nách luôn. Đó. Rồi vậy nha anh em, xe quá trời, bên mình nhận giao lưu, trao đổi, mua bán mọi loại xe. Ví dụ anh em muốn đổi xe cũng qua mình, muốn bán lại xe cũng qua mình, muốn up CC cũng qua mình. Rồi ok anh em ha, cái gì cũng qua mình, bảo dưỡng xe cũng qua mình, sửa xe cũng qua mình, mua xe xong là có đầy đủ combo luôn, rửa xe cũng qua mình, chà đồ nhôm, chôm đồ mũ thì đừng có qua mình. Rồi ok anh em ha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Rồi anh em nào mua xe thì cứ liên hệ mình ha, địa chỉ thì mình có để trên kênh 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6.